Ok, chào các bạn. Như các bạn đã biết thì gắn liền với thợ sửa bên PC sẽ liên quan đến những các test. Ví dụ như đây, đầu tiên mình sẽ liệt kê những cái mã cổ trước nhé. Ví dụ như đây này, cái mã này, này thì có 50.000 thôi. Còn cái mã này thì thợ nó chuyên dùng để cho sửa giga. Còn cái mã này thì nó có nhược điểm là cốt nhảy chuẩn nhưng mà nó không hỗ trợ cho bên Foxconn. Còn cái mã này thì nó là một cái mã cạc test đa năng chuyên dụng và hỗ trợ tất cả các loại bên, nhưng chia buồn cho các bạn là nó đã bị clear rồi, vì vậy nó không còn trên thị trường. Và đến bây giờ là năm 2020 thì tất cả công nghệ thay đổi, nó sẽ sinh ra hai cái mã cạc test mới, đây là một này và đây là hai. Cái mã này đang đắt nhất trên thị trường bây giờ, nó rơi vào tầm hơn 700.000, và theo cái thống kê như mình biết thì nó test được rất nhiều, nhưng nó cần cái thời gian để trải nghiệm và cần cái thời gian để nghiên cứu. Test trên laptop cực kỳ sướng nhé, tí nữa mình sẽ làm video cho các bạn sau. Test trên PC cũng được, nhưng cái code của cái này nó sẽ nhảy trên cái màn hình điện thoại và nó sẽ báo bằng các dòng tiếng Anh cho các bạn. Mã này cần nghiên cứu này, của năm 2020. Và đây là một mã cạc test nữa của năm 2020. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khui hộp nguyên hình vạn trạng như này nhé. Còn cái này nó có đến 2-3 version. Cái version này mình đang dùng để test bên PC và xem nó có test được không. Rất tiếc là mình chưa thể khẳng định ở thời điểm hiện tại là nó có thể test cho bên Foxconn hay không, vì hiện tại thì nhà mình không còn bất kể cái bên Foxconn nào trong nhà để test. Vì vậy mình sẽ test cho các bạn trên 3 cái bên: một dòng vượt socket 775, hai dòng Asus Giga H81, ba là dòng bên Meridi. Đó là ba cái dòng bên mình có trong nhà. Và cái mã này cũng có thể test cho laptop được nhé, nhưng mà nó phải đi theo một số thiết bị hỗ trợ. Và hôm nay chúng ta chỉ bàn đến nó test trên bên PC thôi. Nguyên hình vạn trạng của chúng ta sẽ như này, và mình cũng chưa bao giờ từng dùng nó vì nó là bản cải tiến của năm 2020. Sẽ phải rất nhiều, các bạn sẽ phải nghiên cứu và các bạn trải nghiệm, nhưng mà thời thế thay đổi thì bắt buộc chúng ta phải thay đổi. Nó không sản xuất hai cái mã, ba cái mã này nữa thì các bạn cũng nói trắng nói phớ luôn là chúng ta có thể có một quan điểm là tay không để bắt giặc và không dùng cạc test cũng có thể sửa bên. Cái đó hoàn toàn có thể, nhưng chẳng gì một chẳng thằng ngu nào mà không dạy hỗ trợ cho mình tun trong quá trình sửa chữa cả. Khi chúng ta hỗ trợ tun thì chúng ta sẽ nhàn hạ hơn trong quá trình sửa chữa. Ok chưa? Bây giờ này, chúng ta sẽ lột trần ra. Đây, các bạn biết rồi, cạc test chỉ có hai nơi trên thế giới này sản xuất. Một đó là từ... Bây giờ chỉ còn một nơi thôi. Một đó là Nga, hai là Trung Quốc. Thì những cái bản của Nga thì nói thẳng các bạn là các bạn cũng... Cái đường nhập khẩu từ Nga về nói chung là nó hơi khó, vì đường dù sao phải đi qua thằng hàng xóm không thân thích của chúng ta là Trung Quốc. Vì vậy là chúng ta sẽ phải dùng hàng của Trung Quốc. Các bạn sẽ rất khó nhìn thấy những cái hàng của Nga, mặc dù nó có trên thị trường YouTube, nhưng các bạn sẽ không thể mua được nó. Và đây là những cái hàng của Trung Quốc này, một chuyên gia ăn và nhái Trung Quốc. Đây là tất cả những gì chúng ta có. Nó là phiên bản mới đây, các bạn nhìn này, nguyên hình vạn trạng mới đét nhé. Bây giờ mình sẽ bắt một con và mình test cho các bạn ba cái main của chúng ta, xem là liệu là cái bản nâng cấp này nó có cái gì hơn, hay hơn những cái bản cũ hay không. Cốt cặp test thì khi nào các bạn mua thì các bạn nhắn tin vào Zalo thì bên mình sẽ chuyển cho các bạn. Ok chưa ạ? Còn hướng dẫn sử dụng thì video này sẽ là video hướng dẫn sử dụng. Tất nhiên là nó có thể thiếu, có thể thừa. Và trong cái nghề của anh em mình thì anh em mình biết rồi, chẳng thằng nào chỉ cho nhau hết cả miếng ăn cả. Vì vậy là đôi lúc các bạn phải nghiên cứu. Nghiên cứu được bí quyết gì thì thân thì chia sẻ, không thân thì thôi, giữ lấy làm của riêng đi, cho nó trắng phớ ra cho nó như vậy cho nó dễ. Còn bây giờ tất cả là những cái trải nghiệm của một người lần đầu tiên sử dụng cái mã này. Đây này các bạn nhìn này, các bạn đây nhìn, đây là bản giga nhé. Các bạn nhìn đây là bản đa năng nhé, nó gộp hai cái này, các bạn nhìn thấy chưa, cũng na ná cái bản này, hai cái này giống nhau, cũng có khe cấm PCI nhỏ này, các chuẩn Zbun này, đây là của chuẩn mà chúng ta gọi là LPC, hay mà dân trong nghề chuyên sửa chữa người ta gọi là cổng Zbun, cổng dành cho những người ở trong nhà máy dùng để test chuyên dụng khi main được đang ở trong cái giai đoạn đó là thiết kế, hoặc trong cái giai đoạn mà nó thử nghiệm thì nó hay dùng cái chuẩn Zbun này, nó test thì nó sẽ chuẩn hơn.
Tất nhiên là mỗi hãng có một chiêu trò, chẳng thằng hãng nào nó lộ bài đâu, đều phải mua với giá rất nhiều tiền. Vì vậy làm nghề nhiều lúc cũng không sướng đâu. Còn đây là cái mã đa năng này. Đây là bản thu gọn, các bạn thấy nó mở rộng một cái sợi cáp đây này, các bạn nhìn này. Cái sợi cáp này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn test laptop và nhiều cái ứng dụng khác nữa. Thì vì nếu mà mua cả cái tool dùng để hỗ trợ cho test laptop thì nó sẽ độn chi phí, nó lên gần khoảng là xấp xỉ 800. Ví dụ như đây này, nó mua thêm những cái tool như của cái thằng này, rất nhiều jack khác để nối và để kết nối với điện thoại, kết nối với laptop thì nó hơi độn chi phí. Vì vậy là mình không mua và mình chỉ mua với bản này dành cho anh em thợ PC thôi, đập đá và phá ống bơ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để nhìn qua chiếc cà tét này. Đây các bạn nhìn nhá, cái cổng này thì chúng ta sẽ bỏ qua, cái khe PCI nhỏ này thì chúng ta sẽ cấm như này, được chưa? Các bạn thấy ok chưa? Còn cái khe PCI to này thì chúng ta sẽ dùng để kết nối vào khe PCI này, được chưa ạ? Cái khe PCI nhỏ này các bạn cũng có thể cấm vào khe VGA để các bạn test main. Đó là những cái sử dụng chung. Còn ở đây chúng ta thấy có hai cái chuẩn này này. Đấy, thì trên main chúng ta sẽ có thứ tự như sau. Ưu tiên cấm vào cái chuẩn Zbun, sau đó ưu tiên cấm vào cái khe PCI to và cuối cùng là khe PCI nhỏ. Vì vậy là trên main nếu các bạn test một cái main nào đó nó không nhảy ở khe này thì các bạn bày sang khe khác mà các bạn làm. Tất nhiên với những cái gì mà mình đã trải nghiệm trong cái nghề sửa main thì chưa một cái cặp test nào trên thị trường có thể ăn tươi nuốt sống tất tần tật các main. Vì vậy chúng ta không thể đòi hỏi với một số tiền ít mà chúng ta có thể hit tất cả các main. Chẳng thằng hãng nào ngu mà nó có thể để cho chúng ta đọc hết bài của nó đâu ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi trên cái main cổ này trước nhé, là cái main của socket 775. Tất nhiên là không ai kéo lùi công nghệ nhưng nó vẫn còn sinh ra tiền cho các bạn. Vì vậy chúng ta sẽ thử với thằng cổ lỗ sĩ mà anh em hay nói là sửa bên này bây giờ là kéo lùi công nghệ, thì chúng ta sẽ sửa nó trước, không cần cái cốt lên hình nhé. Cho anh mượn một thanh giam vào đây, giam 3 đây. Không cần mà đặt cấm màn hình đâu, mình chỉ đặt ở cái trạng thái là cái cốt có thể lên hình thôi. Và cũng chẳng biết là cái main này nó liệu có chạy hay không, hay mất thời gian của các bạn, nhưng chúng ta cũng sẽ thử. Đầu tiên này, các bạn nhìn thấy cái cổ lỗ sĩ nhất nó vẫn giữ nguyên hình vạn trạng cho các bạn, để camera bắt nét này, đèn báo 343 này, đèn báo lỗi phần CPU này, đèn báo lỗi RAM này, đèn báo lỗi VGA này. Còn cái đèn PCS chính là cái đèn khẳng định là chipset của các bạn sẽ hoạt động hay chưa hoạt động. Và tên của mã card test này, TL616 Pro. Đây này, ở đây nó ghi rõ luôn chữ Zbun này. BIOS Zbun nó nghĩa là hỗ trợ tối đa cho dòng Zbun này. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhá, xem còn cái trên đằng sau này, sau đít nó còn cái gì không. Sau đít nó có logo rồng rắn giống quyểu của cái logo của hãng MSI này, nhưng không có cái khỉ ho có gáy gì nữa cả. Thế rồi. Cái Momo gì ấy. À chắc là nó ứng dụng thanh toán ví Momo, tiện tra nó. Chúng ta tính sau. Rồi các bạn nghiên cứu thì các bạn chỉ cho mình. Bây giờ chúng ta sẽ thử trước này. Đây các bạn nhìn cốt nhá. C này, D0, D1, D8 này, 98, D5 này. Các bạn nhìn thấy kia chưa? 20, 23 này, 38 này, 52 này, 78, 585. Các bạn nhìn thấy cốt 52 và các bạn nhìn thấy cốt 85 và đặc biệt là các bạn nhìn thấy cốt 62 này thì khẳng định 100% main PC đã lên hình. Nếu các bạn đã từng sửa main thì các bạn có thể đấy, đây là cái cốt quy chuẩn trong quá trình nhảy của bất kể một cái cặp test nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là nhận định sơ qua thì nó nhảy chuẩn hơn cái dòng TL460 Plus này rất nhiều lần đúng không ạ? Nếu các bạn đã từng test TL460 Plus trên những cái socket 775 này thì các bạn thấy nó rất là chuối, mình phải khẳng định là như vậy. Kể cả kiếm tiền nhờ nó rất nhiều nhưng mình phải khẳng định là nó sẽ rất là chuối và nó khó tra hơn rất nhiều. Và cái này nó sẽ lập nguyên bản của cái cặp test này khi nhảy ở main Asus. Trong các video cách đây khoảng 2 năm khi mình giới thiệu về cặp test thì mình đã nói rõ là TN460 nhảy cốt khá chuẩn chứ không phải là chuẩn. Nó chỉ chuẩn với giga khác dòng khác, nó không hỗ trợ tối đa, nó chỉ nhảy cho đẹp đội hình. Nhưng đến bây giờ cái test trực quan nhất của ngày hôm nay thì nó nhảy trên cái main Asus này là rất chuẩn chứ không phải là chuẩn nữa. Nó sẽ hỗ trợ cho các bạn mà đã đi từ 775 lên sửa nó sẽ rất sướng, thì nó sẽ đi vào cái quy chuẩn cũ ngày xưa của chúng ta. Còn bây giờ chúng ta sẽ lên một cái dòng main cao hơn
đó là dòng men Giga. Đây các bạn, đây Giga ông bà ông vải đây. Bán được nhiều sản phẩm thì mặt hàng sẽ sinh ra lỗi nhiều hơn, đó là điều hiển nhiên. Còn cái thằng nào bán được ít thì nó sẽ ít bị lỗi, đó là điều hiển nhiên vì cái tỷ lệ chia cho phần trăm sản phẩm bán mà. Chúng ta cấm vào đây. Các bạn nhớ nhá, ưu tiên Zbun, ưu tiên LPC, xin lỗi bạn, ưu tiên Zbun và ưu tiên khe PCI to, sau đó mới đến khe PCI nhỏ. Tránh tình trạng các bạn cấm mà nó không nhảy cốt thì các bạn phải chuyển 10 năm này. Đây các bạn nhìn kỹ, 62 này, lên hình rồi này. A0 này, 62 A0 A9 A8 A5 thì là những cái cốt lên hình rất chuẩn nhá. Bây giờ mình sẽ thử. Cô em nó bảo là thử trên hai men. Nó che mẹ rồi. Nếu cấm như này thì nó che không nhìn được. Thôi kệ nó. Rồi ok đúng không ạ? Với những cái dòng sắc test 115X, 115X của chúng ta sẽ bao gồm 1155, 1156, 1150 và 1151 version 2 thì nó hỗ trợ. Bây giờ nhá, mình sẽ test cho bạn trên cái men mới đi này. Hiện tại thì tại chỗ mình nó không có cái men ASUS và men Foxconn, vì vậy mình không thể test cho các bạn được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nó nhảy cốt trên men mới đi này. Các bạn nhìn nhé. Sáu ai rồi, các bạn nhìn thấy chưa? 99 này, thấy chưa? Mới đi này, ok chưa ạ? Vậy là với men mới đi nó cũng nhảy bình thường. Sắp tới mình sẽ test thêm nhiều men và mình quay cho các bạn. Chúng ta gần như sẽ không có sự lựa chọn của năm 2020. Đây chính là cái mã cọc test để sản xuất cho năm 2020 và năm 2021. Còn đến năm 2022 nó như nào? Các bạn còn làm nghề không thì chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi đến năm 2022. Cảm ơn các bạn.